Sáng ngày 14 tháng 8, tại nhà văn hóa khu dân cư Kinh Trung, Ủy ban nhân dân phường Văn An tổ chức hội nghị tiếp xúc đối thoại của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường với nhân dân khu dân cư, tới dự có lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, trưởng các ngành đoàn thể phường cùng đông đảo nhân dân khu dân cư Kinh Trung. Tại hội nghị, các đại biểu và nhân dân khu dân cư đã nghe đại diện lãnh đạo ủy ban nhân dân phường báo cáo tình hình phát triển kinh tế văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng 8 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2024. Ban tuyên giáo phường báo cáo tổng hợp kết quả nắm bắt tình hình dư luận trên địa bàn phường. Tiếp sau đó, với tinh thần dân chủ thẳng thắn, hội nghị đã nhận được 5 ý kiến kiến nghị bằng văn bản và 7 ý kiến trực tiếp tại hội nghị các ý kiến của người dân xoay quanh các vấn đề như đề nghị chính quyền và bộ phận chuyên môn cần có hướng dẫn cụ thể cho người dân thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp phường cần tăng cường bơm thoát nước những khu đồng trũng thấp khi có mưa lớn, hạn chế ngập úng ảnh hưởng đến sản xuất của nhân dân. Một số người dân có ý kiến khác liên quan đến chế độ chính sách cho người cao tuổi hàng tháng sau khi lắng nghe các ý kiến kiến nghị của nhân dân khu dân cư đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân phường văn an đã trực tiếp giải đáp từng ý kiến kiến nghị của nhân dân đồng thời yêu cầu các cán bộ chuyên môn bám sát những nội dung phản ánh của nhân dân để giải quyết thỏa đáng mọi quyền lợi chính đáng của nhân dân những ý kiến vượt quá thẩm quyền sẽ trình ý kiến cấp trên xem xét và giải quyết qua buổi tiếp xúc đối thoại, giúp người đứng đầu chính quyền địa phương nắm bắt sâu sắc tình hình đời sống, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, từ đó có biện pháp lãnh đạo chỉ đạo sáng suốt, thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2024.